Mạnh Trường hạnh phúc thông báo lên chức phó lần ba. Không chỉ sở hữu sự nghiệp, khi Mạnh thành công, Mạnh Trường còn có gia đình viên mãn bên bà xã và hai con. Thế nhưng mới đây, nam diễn viên hạnh phúc tiết lộ rằng vợ chồng anh đã lên chức phó lần ba, gia đình sắp có thêm thành viên mới. Trên trang Facebook cá nhân, Mạnh Trường đã đăng tải những hình ảnh tình bên bà xã nhân ngày sinh nhật của cô. Nam diễn viên công vị tình thân dành nhiều lời ngọt ngào để chúc mừng sinh nhật tuổi mới của vợ. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong dòng trạng thái của Mạnh Trường đó chính là việc anh tiết lộ rằng bà xã đã mang thai. Mạnh Trường cảm thấy biết ơn vì bà xã lần nữa chịu vất vả mang thai con. Nam diễn viên vô cùng hạnh phúc khi được lên chức bố lần ba. Đồng thời, anh cũng tiết lộ giới tính của nhóc tỳ. Ba là một bé trai và có tên thân mật là Bi. Sao Nam hương vị tình thân chia sẻ chúc mừng sinh nhật mẹ bầu nhé. Cảm ơn em vất vả vì anh thêm một lần nữa. Tỷ số lúc này là 3-2 nghiêng về đội Trường Bobby. Đông đảo sao Việt như Bảo Thanh, Hồng Đăng, Hoàng Vũ Anh, Trân Thúy Hà, Bảo Hân, Đỗ Nam và nhiều khán giả đã để lại lời chúc mừng vợ chồng Mạnh Trường khi được lên chức. Cách đây ít ngày, Mạnh Trường đã thông báo hóc hức phe bản thiết kế căn biệt thự mà anh mới tậu để tặng vợ con. Dù chỉ là hình ảnh tranh vẽ nhưng cũng đủ khiến khán giả trầm trồ vì đồ hoành tráng và sang trọng. Có thể thấy, nhà mới của nam diễn viên và căn biệt thự hai tầng có màu trắng và rất hiện đại. Khán giả dự đoán căn nhà này có giá trị phải lên đến hàng chục tỷ đồng. Mạnh Trường cho biết, xe Mạnh chip bo kiểu bố ơi mình dọn về ở luôn, trong khi phải đến cuối năm em mới xong. Vợ mình xem xong kiểu ngây ngất rồi tính toán, chọn hoa với chăn hoa. Mình xem xong kiểu sắp tới phải vất vả rồi, tóm lại cả nhà mình xem xong thì quá ngất ngây với bản thiết kế, từng chi tiết này thật sự quá há hức luôn. Mạnh Trường là một trong những nam thần của làng giải trí phía Bắc có cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn và hạnh phúc. Khán giả rất nhiều lời chúc mừng đến vợ chồng nam diễn viên khi anh thông báo có thêm nhóc tỳ thứ ba.